Chào mừng anh em trở lại với Người Rừng Tây Bắc. Hôm nay bọn tôi sẽ làm món, bọn tôi sẽ ăn món cây cối ở rừng. Đây anh em, đây. Cái này bọn tôi gọi là cây cổ ca nhá, không phải là cây mắc ca nhá. Cái này có thể ăn sống hoặc là nấu với canh bon. Thế hôm nay bọn tôi là ăn sống theo kiểu dân dã. Đây, đạt giá ướt với mắc khén rồi đi. Cho thêm cái chanh nữa. Ngon rồi đấy. Thì tôi bóc cái này cho anh em xem. Đấy, cây đó cứ gần giống như là cái cây đây, lấy cái lõi bên trong không non của nó thôi. Thôi cho em ăn đi, em sẽ ăn. Từ nào, để bóc ra nào. Úi dồi, đạt. Đây. Nó ăn nhanh như từ trước. Cái này, cây này ăn được măng với ăn lõi nữa nhá. Đây, lõi nó thì ăn cái này này, anh em này. Đấy, cái mềm mềm này. Đây. Rất là mềm luôn. Cái này cắt ra xong rồi cắt này ra xong rồi nấu măng. Từ từ. Ủa cái này mềm thật mà cái này còn cứng nữa. Cây nó như này này. Người ta đi rừng thì người ta lấy cái này để làm dây để buộc củi. Con này để ăn. Ăn được chứ. Đây. Đây rất là mềm. Đây, chúng ta bẻ này ra. Đây. Bẻ này ra nó có cái dây dây này. Đấy anh em xem này. Đấy. Đây, bóc thêm đoạn nữa. Nếu mà cái nào cứng quá thì anh em bóc thêm một lớp nữa nhá. Đây. Rất là mềm. Đây. Quả chanh. Đây, ở đây tôi có một khúc cây giềng này, không ăn được này. Ăn lõi của nó. Rất là thơm luôn. Cái giềng này đem về luộc ăn thì thế ý đấy. Đây. Thơm quá. Đây, mời anh em đi, mời em dùng đi. Dùng. Đây, đây. Anh em xem nha. Cái gốc này ăn được này. Phải ăn dính dính thêm mới ngon. Đấy, anh em đi rừng gặp mấy cây như này là không sợ chết đói. Cây này rất là cực nhưng mà lõi nó ăn lại rất là ngon. Ngọt quá. Ăn đi, ăn đi. Ngọt quá. Đây, ăn lá này cũng được đây. Đây có phải lá đâu. Ừ. Cần rồi anh dám ấy. Có ai đâu. Pet nó phát anh dám ấy. Cay quá. Phê quá. Chảy nước mắt rồi. Chảy nước mắt rồi. Anh ơi. Chào anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nhá.